Hello mọi người, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Ôi dồi ôi, vậy là tiếp tục sau bao nhiêu tháng phủ bụi, series sẵn khách nhất nhì của Mi Game là giả thuyết game lại được tôi lôi từ kho ra để phục vụ cho anh em tiếp đây. Và tựa game hôm nay được tôi lôi ra để trở thành vật chém gió chính là một tên không mấy xa lạ, Angry Birds. Chắc chắn lại là có mấy ông Mi fan nghĩ là cái con game cũ dích người ta làm mấy phần phim điện ảnh, chục phần phim hoạt hình trên YouTube rồi. Câu chuyện nó rõ ràng như thế rồi, ông có tính bịa vẽ gì nữa ông Mi Game ơi. Ấy ấy, anh em khoan đã nào. Mi Game tôi một khi đã làm giả thuyết thì phải làm cho ra trò, phải làm cho nó vô lý thành hợp lý, và cái gì hợp lý thì nó rất là vô lý luôn. Vậy thì hôm nay hãy cùng Mi Game tôi phá nát tuổi thơ với giả thuyết game cực kỳ đen tối của Angry Birds để xem liệu rằng cuộc chiến giữa chim và lợn ai mới thực chất là kẻ xấu xa. Lưu ý, khoảng hơn 70% những điều sắp tới đây tôi nói đều là tôi chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Nói cho vui, không vui đợi khi nào vui rồi coi nhà. Để chào mừng cho sự trở lại của giả thuyết game thì anh em nhớ subscribe cho tôi đấy. Không là có khi cái series này lại tiếp tục nằm trong kho phủ bụi mấy tháng nữa mới được lôi lại ra cũng nên. Giờ thì vào video thôi. Dạo gần đây thì tôi có xu hướng hơi hoài cổ và tìm kiếm những giá trị xưa cũ. Đó là lý do mà tôi đang trở lại và tìm những thông tin thú vị xung quanh tựa game huyền thoại tuổi thơ mà tôi nghĩ rằng anh em nào cũng biết. Đó là Angry Birds, aka những thằng cù nóng này. Đây là một trong những tựa game mobile phổ biến nhất toàn cầu vào khoảng những năm 2010. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, đa phần những tựa game ăn theo và những bộ phim lấy chủ đề về vũ trụ Angry Birds đều flop dập mặt. Ví dụ như những tựa game như Angry Birds Go, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Fight. Tôi cá đây là những cái tên mà chắc chắn anh em nghe đến lần đầu hoặc đã từng nghe qua, nhưng cũng chẳng để tâm đến. Lý do cho sự tự tin của tôi chính là cho tới thời điểm viết cái kịch bản này thì tôi cũng mới biết đến sự tồn tại của mấy cái tên mờ nhạt này. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy được một loạt phim hoạt hình ngắn tập của Rovio làm về Angry Birds mới được phát hành cách đây vài tháng trên YouTube chính thức của Angry Birds có cái tên là Slingshot Stories. Và chỉ sau khi ngồi xem hết 2 season của cái series này thì tôi nhận ra hình như có điều gì đó không đúng ở đây lắm. Tất cả những gì mà tôi biết về Angry Birds trước giờ là việc có một đám lợn ỉn xanh lá xấu xa chuyên đi đá trứng chim cút. À không không, cướp trứng chim của những chú chim và khiến bọn chim nổi giận và tìm mọi cách cướp lại trứng của mình. Và thì rõ ràng là theo cái cốt truyện đó, lũ lợn là lũ kẻ xấu, còn lũ chim chỉ cố gắng tìm lại trứng của mình. Vì nói gì thì nói, chim mà không có trứng thì làm sao mà có thể duy trì giống nòi. Tuy nhiên, quay trở lại với cái series Slingshot Stories, thì cái series này đã tiết lộ cho chúng ta vô vàn những chi tiết và manh mối cho cốt truyện thực sự xảy ra trong Angry Birds, và đó là lý do mà video này ra đời. Thế nhưng trước khi bước vào phân tích thì tôi phải lưu ý cho anh em rằng, vũ trụ trong game Angry Birds và vũ trụ trong hai phần phim điện ảnh Angry Birds là hoàn toàn khác nhau. Lý do mà tôi cho rằng vũ trụ của game và phim điện ảnh Angry Birds không liên quan đến nhau là vì trong một series phim hoạt hình của Angry Birds là Angry Birds Toons mà nhà sản xuất nói liên quan đến phần game có tiết lộ rằng những chú chim và những chú lợn cùng nhau sống trên một hòn đảo. Tuy nhiên ở trong phiên bản phim điện ảnh chúng ta lại thấy rằng chim và lợn sống ở hai hòn đảo khác nhau. Chim sống ở đảo chim và lợn sống ở đảo lợn. Không hề có một hòn đảo chim lợn nào ở đây cả. Trong series hoạt hình Slingshot Stories mà tôi nói ở trên, thì chim và lợn lại cùng nhau sống trên một hòn đảo. Từ đó suy ra rằng series này được xây dựng cùng với vũ trụ trong phần game Angry Birds gốc. Hoặc là tôi nghĩ thế. Do đó chúng ta không bàn đến những tình tiết hoặc cốt truyện có trong phiên bản điện ảnh mà chỉ tập trung vào Slingshot Stories và phần game gốc. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với mối quan hệ của chim và lợn trước. Theo như trong phần game gốc, chim và lợn vốn không hề ưa nhau. Vì lợn thì hay lấy trứng của chim và chim sẽ phá nhà cửa của lợn để lấy trứng về. Nhưng thực chất thì mọi việc có phải như vậy? Trong một tập của Slingshot Stories, chúng ta sẽ thấy phân cảnh một chú lợn đang muốn xin chữ ký của chú chim Red. Trên tủ đựng đồ của chú đã dán hình chữ ký của chú chim Chuck và chú chim Bomb. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng chú lợn này là fan cuồng của BTS. À không, nhầm, chú là fan cuồng của những chú chim. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại có gì đó sai sai phải không anh em? Trừ khi chú lợn này bị khổ dâm, chứ ai mà lại đi hâm mộ một chú chim đập phá nhà của bạn, giết chết bạn bè của bạn, thậm chí còn giết luôn bạn. Tiếp tục quay trở lại tập phim lúc này, một lúc sau chúng ta sẽ thấy chú heo khổ dâm đó dưới sự chỉ huy của Foreman Pig, hay tôi gọi nhanh là lợn xếp, để chui vào một công trình đã được xây dựng sẵn. Và công trình này chính là thứ mà chúng ta hay thấy trong game, và lũ chim sẽ bay thật nhanh vào công trình để làm sập chúng. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thấy ở đây không chỉ riêng chú lợn khổ dâm, mà những chú lợn khác cũng rất tình nguyện để chui vào công trình này, và rõ ràng chúng biết rằng những chú chim sắp bay tới và tàn sát chúng. Lý do chính là việc chú lợn khổ dâm rất thích thú và hào hứng chờ đợi chú chim Red bay tới để chà đạp cậu. Sau đó chú lợn khổ dâm cũng đã gặp được idol của mình là Red, và Red đã ký tên cho chú ta. Nhưng xui rủi sao chưa kịp nắm tay idol để tối về thẩm du tinh thần thì chú lợn đã bị một khung gỗ đổ sập lên đầu và đăng xuất khỏi thế giới. Chú ta đã bị dịch chuyển về khu vực tủ đồ. Còn về phía Red, Red sau khi thấy bé lợn khổ dâm bị đăng xuất khỏi thế giới đã đưa bức ảnh có chữ ký của mình cho một chú lợn khác và để một thanh gỗ khác lên đầu chú lợn kia để chú ta chết và dịch chuyển đến khu vực tủ đồ nơi có chú lợn khổ dâm đang khóc hu hu và đưa cho chú lợn bức ảnh có chữ ký. Như vậy có một chi tiết cần được làm rõ chính là Red biết được rằng những chú lợn sẽ về đâu sau khi bị giết chết.
Trong một tập phim khác, nơi chúng ta thấy được khung cảnh những chú chim được mời đến tham gia một bữa tiệc nơi được tổ chức bởi những chú lợn. Điều đáng nói ở đây chính là những chú chim được đối xử như những celeb, những siêu sao hạng A, hạng S toàn cầu. Và ngược lại, những chú lợn phải hầu hạ và khúm núm trước những chú chim. Vậy thì tại sao nguyên một đội quân lợn với số lượng hùng hậu như vậy lại phải sợ hãi trước một nhóm chỉ có 3 con chim bao gồm Red, Chuck và Bomb? Câu trả lời sẽ nằm ở tập phim đầu tiên của Slingshot Series Season 1. Ba chú chim vô tình nhận được một món quà bất ngờ và khi mở lớp vải phủ ra, đó chính là chiếc ná cao su huyền thoại. Thứ vũ khí có thể biến những chú chim của chúng ta thành những chú chim biết bay, nhưng không phải là biết bay bình thường mà là biết bay ở tốc độ siêu nhanh, nhanh tới mức có thể phá vỡ bất kỳ công trình nào. Và với chiếc ná tối thượng đó, lũ chim đã nắm cho mình sức mạnh vượt trội so với lũ lợn và biến chúng trở thành tay sai của mình. Khoan, chắc có anh em lại thắc mắc là ông Bi Game ơi, ý ông biến thành tay sai nghĩa là sao? Nghĩa là chú chim đã biến đám lợn trở thành bia tập nhắm bắn cho bọn chúng. Trong xuyên suốt series Slingshot Stories mà chúng ta được thấy khung cảnh một ngày mới bắt đầu và lũ lợn sẽ lại trượt mặt ra để cho bọn chim nhắm bắn. Kẻ điều hành những chú lợn con đó chính là lợn xếp. Có thể thấy lợn xếp làm việc dưới trướng của lũ chim vì lão ta là người thiết kế, xây dựng các công trình và quản lý lũ lợn con để hiến tế cho chú chim. Nhưng sao tôi lại dùng từ hiến tế nhỉ? Thôi kệ đi, tiếp tục câu chuyện. Mặc dù là tay sai của lũ chim, thế nhưng lợn xếp hoàn toàn không cam lòng. Lão ta luôn cảm thấy bất mãn trước hành động một tay che trời của bọn chúng. Do đó lão ta thường xuyên ăn cắp trứng của bọn chim này. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lão ta lại cố gắng ăn cắp trứng? Có một sự thật là lũ lợn hoàn toàn không thể điều khiển được chiếc ná. Cứ như thể lũ chim là the chosen one, giống loài được cái ná chọn. Hoặc căn bản là do lũ lợn quá ngu thôi. Do đó lão lợn xếp muốn ăn cắp kẻ nối nghiệp tương lai của chú chim là những cái quả trứng và nuôi nấng chúng, sau đó có thể chiếm lấy sức mạnh của cái ná. Điều này cũng khá hợp lý khi trong tựa game gốc, lũ lợn chỉ ăn cắp trứng của chim xong để đó chứ không hề làm gì khác như đập ra trên ốp la ăn với bánh mì. Tuy nhiên, tôi phải làm rõ cho anh em là chỉ có duy nhất lợn xếp là kẻ có thể nói là có đầu óc và có suy nghĩ trong đám lợn này. Còn đa phần những chú lợn lâu lạ, những chú lợn con đều là bọn không não. Chúng chỉ biết cười ngu ngơ ngờ ngạch mỗi ngày và tuân theo mọi chỉ thị của lợn xếp. Đó là lý do cho việc bọn chúng rất tình nguyện trở thành bia tập bắn của lũ chim. Thế nhưng, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là nếu lũ lợn không thể sử dụng cái ná, tại sao lại không phá hủy chúng? Đương nhiên là chúng đã cố thử, thế nhưng kỳ lạ thay, dù sử dụng bất kỳ cách nào, chúng cũng không thể đụng tới cái ná. Cái ná cứ như có một cái khiên phản đòn tàng hình sẽ phản đàm lại bất kỳ đòn tấn công nào của lũ lợn. Do đó không phải lũ lợn không nghĩ ra, không muốn phá hủy cái ná, chúng đơn giản là không thể thôi. Và cũng trong series này, chúng ta cũng sẽ thấy được bộ mặt thật của lũ chim. Bọn chúng căn bản không phải mất trứng mà trở nên giận dữ, mà chúng luôn luôn giận dữ. Chỉ cần lũ lợn ngốc nghếch làm bất kỳ hành động gì cũng khiến bọn chúng giở trứng độc tài phát xít của mình ra và hành hạ lũ lợn. Ok, vậy là xong giả thuyết thứ nhất về mối quan hệ giữa chim và lợn. Thế nhưng vẫn còn giả thuyết thứ hai mà tôi mang đến cho anh em. Nó tăm tối và u buồn hơn rất nhiều. Đó chính là số phận của những chú lợn sau khi bị lũ chim cho đăng xuất khỏi thế giới. Vì ông nhớ tới chú lợn khổ dâm và chú lợn được Red đưa chữ ký sau khi bị thanh gỗ đẻ đã biến mất và dịch chuyển về khu vực thủ đô không? Chúng ta sẽ đến với một chú lợn khác bị đánh và cho đăng xuất khỏi thế giới. Và chúng ta sẽ thấy chú lợn bị rơi vào một đường hầm dịch chuyển. Nơi đến của chú ta là một căn phòng trắng rộng lớn đến mức kỳ lạ. Sau đó chú ta sẽ gặp một chú lợn bác sĩ và được cho uống một thứ thuốc gì đó và rồi dịch chuyển về khu vực thủ đô. Và như vậy chúng ta sẽ không biết được rằng khi nào những chú lợn mới thực sự chết. Để tìm hiểu về cái khu vực trắng đó, chúng ta phải tìm đến một series phim hoạt hình khác của Angry Birds, chính là Piggy Tales, nơi chúng ta sẽ thấy vô vàn những chú lợn xanh đang sinh sống tại đó. Vậy thì cái khu vực trắng đó rốt cuộc là gì? Theo tôi cho rằng, nơi đây chính là một luyện ngục. Thế nhưng tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Trước khi giải thích cho giả thuyết này của tôi, thì chúng ta phải biết rằng luyện ngục là gì trước cái đã. Luyện ngục có thể hiểu là nơi chứa các linh hồn tội lỗi và họ phải trả hết tội của mình trước khi được lên thiên đàng. Sau khi con người chết đi, họ sẽ bị đưa xuống luyện ngục, chịu đau khổ để có thể thanh tẩy được linh hồn của mình. Vậy thì quay lại với Angry Birds và lũ lợn. Sau khi chúng bị lũ chim đánh, chúng chết, chúng đến luyện ngục, chịu những đau khổ và sau đó đi qua một cánh cổng phát sáng, thứ mà tôi cho là thế giới bên kia hoặc là thiên đàng chẳng hạn. Tuy nhiên, nhiều ông sẽ nói rằng, ủa anh Mi Game ơi, nhưng mà nhìn bọn lợn ở trong cái khu vực trắng kia, trông có vẻ hạnh phúc vui vẻ lắm mà. Nếu nhiều luyện ngục thì sao chúng lại có thể tươi cười được như vậy? Thế nhưng nếu mấy ông nhìn kỹ vào từng chi tiết sẽ nhận ra rằng, thực ra chúng không vui như chúng ta nghĩ đâu. Lũ lợn thường xuyên bị trầm cảm và phải chịu rất nhiều tổn thương về thể xác, hay nói đúng hơn là tra tấn. Bất kỳ thứ gì xuất hiện ở trong căn phòng trắng này cũng tồn tại, với mục đích là giày xéo cơ thể của những chú lợn. Vậy câu hỏi tiếp theo là nếu nơi đó là một luyện ngục, tức là nơi dành cho người chết, à không nhầm, dành cho lợn chết, thì tại sao chú lợn khổ dâm và chú lợn cầm chữ ký lại có thể quay lại khu vực thủ đô? Quay trở lại với Slingshot Stories, rõ ràng là những chú lợn đến từ thế giới thực không hề thấy những mặt tối của những chú lợn khác đang bị tra tấn tại đây. Chúng chỉ thấy hình ảnh vui vẻ đùa nghịch của những chú lợn khác. Chúng đến khu vực này đơn giản là để uống thuốc và quay trở lại khu vực thủ đô. Chú heo cầm chữ ký đã thấy khung cảnh của những chú lợn khác vui vẻ trước một cái hố đang liên tục thổi tung bọn chúng lên nhờ những cơn gió, nhưng chú ta không hề biết rằng những chú lợn có thể chết bất kỳ lúc nào khi chiếc hố không thổi gió nữa và bọn chúng sẽ xuống vực sâu vĩnh viễn. Như vậy tôi cho rằng
chú lợn khổ dâm và chú lợn chữ ký chưa chết đi, hay nói đúng hơn là chúng chưa được phép chết. Vậy ai là người chưa cho phép bọn chúng chết? Đó chính là Red. Anh em còn nhớ cái cảnh sau khi chú lợn khổ dâm biến mất thì Red lập tức đưa tấm hình có chữ ký của mình cho chú lợn còn lại khiến chú ta biến mất để đưa nó đến cho chú lợn khổ dâm không? Tức là Red biết chính xác những chú lợn sẽ đi về đâu. Nhìn trong bộ ba Red, Chuck và Bomb thì có vẻ Red là người cầm đầu và maybe là cái ná đã cho chú ta thêm một loại sức mạnh đặc biệt và kiểm soát được cái chết của lũ lợn. Và nếu như những chú lợn chưa được phép chết, bọn chúng sẽ chỉ vô tình lượn một vòng qua luyện ngục, gặp bác sĩ lợn để ông ta đưa cho họ liều thuốc giúp họ về thế giới thật. Mà ngẫm thì cũng đúng thôi, với cái tần suất đem bọn lợn ra làm bia để tập bắn như của lũ chim thì chả mấy chốc lợn trên hòn đảo này cũng sẽ tuyệt chủng hết. Vì vậy bọn chim cần phải đảm bảo một nguồn nô lệ lớn với số lượng ổn định mỗi ngày. Đó là lý do sẽ có những chú lợn chết đi và bị mang xuống luyện ngục, và có những chú lợn vẫn phải ở lại làm bia tập bắn cho lũ chim. Tuy nhiên, trong tập cuối cùng của Piggy Tale Season 1, có một chú lợn sau khi lau dọn căn phòng đã được bước qua cánh cổng lên thiên đàng. Thế nhưng rõ ràng là gương mặt của cậu ta trông rất buồn. Tại sao cậu ta lại buồn sau khi thoát khỏi một cuộc sống nô lệ và một chốn đầy đau khổ như thế? Chắc chắn là vì cậu ta là một con lợn khổ dợ. Không phải. Theo tôi nghĩ rằng, có hai cách để những chú lợn đã chết có thể thoát khỏi luyện ngục. Một là phải trả hết tội lỗi của mình mới được lên thiên đàng, hai là đến gặp bác sĩ lợn và ông ta sẽ cho họ một liều thuốc để quay trở lại với thế giới thực. Tuy nhiên, lựa chọn cách 1 hay cách 2 cũng đều là những lựa chọn khó khăn, vì ở lựa chọn 1, mấy ông phải chết rất nhiều lần và chết vô cùng đau đớn. Như thể mấy ông đang ở trong câu chuyện 1001 cách để chết và mỗi ngày mấy ông phải đối diện với một kiểu chết khác. Đối với những chú lợn có tâm hồn mỏng manh yếu đuối và không chịu được đau đớn, có lẽ chúng sẽ tìm đến cách thứ hai, chính là năn nỉ bác sĩ lợn cho bọn chúng được quay về thế giới thật. Nhưng vậy thì sao? Mặc dù chịu ít đau đớn hơn, nhưng chúng vẫn sẽ trở thành bia tập bắn cho bọn chim mồi mỗi ngày thôi. Và điều khiến cho chú lợn cuối Piggy Tales buồn bã chính là dù đã được lên thiên đàng, nhưng mấy ông để ý đi, chỉ có duy nhất một mình nó bước qua cánh cổng, không có bất kỳ một con lợn nào khác đi qua. Tức là chỉ có một số rất ít những chú lợn đủ kiên nhẫn để thanh tẩy tâm hồn và thoát khỏi nơi đây. Và chú lợn kia buồn vì nó nhận ra rằng nó không thể giúp được bất kỳ đồng loại nào của mình, và giống nòi của nó sẽ mãi mãi bị kẹt trong một vòng lặp đau khổ bất tận. Ok, trên đây là giả thuyết Angry Birds của Mi Game tôi. Anh em thấy nó đủ đen tối, đủ đa đa brr brr chưa? Đủ chém bay nóc nhà anh em chưa? Còn sự comeback của giả thuyết game lần này, anh em thấy ổn áp không? Có muốn tôi tiếp tục làm giả thuyết về con game nào thì nhớ để lại comment nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào chuyên mục Min mở bật để xem Min nào trong group xạo lìn của Mi Game hôm nay được lên sóng nào. Chuyên Min ngày hôm nay thuộc về bạn Trương Hảo với hơn 4,6k react trong group xạo lìn của Mi Game. Dì chứ mấy tập phim điện ảnh của Doraemon hồi bé tôi coi lần nào cũng khóc trôi sông lụt chợ. Bây giờ lớn lên coi lại thì vẫn khóc trôi sông lụt chợ. Hôm nay tới đây thôi nhá. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2-6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì lên thế nào nữa. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.